Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự nhiệt tình. Nhiệt tình có nghĩa là gì? Sự nhiệt tình là sự phấn khích mãnh liệt. Sự nhiệt tình của danh từ xuất phát từ tiếng Hy Lạp Enthusiasmos, từ Enthos có nghĩa là sự sở hữu một vị thần, được truyền cảm hứng. Ban đầu có được sử dụng theo nghĩa xúc phạm để mô tả cả lòng nhiệt thành tôn giáo quá mức. Làm thế nào để bạn thể hiện sự nhiệt tình? 6 cách để hiện nhiệt tình trong một cuộc phỏng vấn. Thứ nhất, tăng mức năng lượng của bạn. Nếu bạn có một trầm tính, sống nội tâm, bạn không cần phải giả vờ rằng mình là người hướng ngoại và sôi nổi. Thứ hai, hỏi rất nhiều câu hỏi. Thứ ba, khi một cái gì đó nghe có vẻ thú vị, hãy nói như vậy. Số 4, khen họ. Thứ 5, hoàn thiện tư thế của bạn. Thứ 6, hoàn thành mạnh mẽ. Tại sao sự nhiệt tình lại quan trọng trong cuộc sống? Lợi ích lớn nhất của sự nhiệt tình là nó truyền nhiễm. Vì vậy, khi bạn nhiệt tình, bạn cũng truyền cảm hứng cho người khác. Do đó, họ sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình với sự tập trung và ứng dụng nhiều hơn. Điều này sẽ đẩy nhanh hành trình của bạn hướng tới thành công. Đó là một thực tế đã được chứng minh rằng mọi người theo dõi các nhà lãnh đạo nhiệt tình và đam mê. Điều gì khiến ai đó nhiệt tình? Những người nhiệt tình cảm thấy đam mê cuộc sống, về kiến thức và công việc. Họ làm mọi thứ bằng một thái độ tốt và năng lượng tốt. Họ nhận được sự hài lòng từ những gì họ làm bởi vì họ thích làm điều đó. Những người nhiệt tình có trách nhiệm, nhưng họ cũng tìm thấy thời gian để vui chơi trong công việc và mọi việc họ làm. Nhiệt tình có nghĩa là gì? Hãy đọc để tìm hiểu thêm về những người nhiệt tình là như thế nào và làm thế nào để trở thành một người nhiệt tình. Trở nên nhiệt tình có nghĩa là thể hiện sự quan tâm đến những điều bạn làm và nhận được niềm vui từ họ. Nó có nghĩa là một thái độ chủ động và động lực thay vì một thái độ thụ động. Nhiệt tình một cảm giác là gì? Bạn phải tìm thấy niềm đam mê của mình để cảm thấy nhiệt tình. Sự nhiệt tình là một trong những cảm xúc thiêng liêng nhất mà chúng ta có thể trải nghiệm. Nhiệt tình là năng lượng xung động ở mức cao nhất, năng lượng rung động điều đồng điệu với sáng tạo. Cảm giác phấn khích thần thánh này phần thưởng của bạn khi hướng đến mục đích tâm hồn thực sự của bạn. Làm thế nào để nhiệt tình có một sức mạnh? Những người thể hiện sự nhiệt tình và nhiệt tình mang lại năng lượng và mức độ mãnh liệt cho công việc cá nhân và nhóm. Những người có lòng nhiệt tình và nhiệt tình là hạnh phúc, nhưng sức mạnh này vượt xa hạnh phúc hay niềm vui. Nó là một năng lượng tích cực được kích hoạt và gắn liền với sự tự giác và tự chủ. Tại sao sự nhiệt tình quan trọng trong kinh doanh? Khi bạn nhiệt tình về doanh nghiệp của mình, mọi thứ sẽ được cải thiện. Sự nhiệt tình cũng xây dựng sự tự tin của bạn vì nó thay đổi cuộc sống, thoại nội bộ của bạn từ trung lập hoặc tiêu cực sang tích cực. Sự nhiệt tình mang đến cho bạn năng lượng. Điều này rất cần thiết nếu bạn không có ổ đĩa cần thiết để xây dựng một doanh nghiệp tuyệt vời. Sự nhiệt tình là một đặc điểm phải không? Sự nhiệt tình là nhiều hơn thể hiện năng lượng và hứng thú. Ngay cả những người như tôi, người có thể không tính cách năng lượng cao, có thể xây dựng dựa trên đặc điểm và sự nhiệt tình, cũng có thể hiện bằng niềm đam mê cho một nguyên nhân được dự án. Kiểu nhiệt tình này không bị giới hạn hoặc cản trở bởi một loại tính cách. Làm thế nào để bạn thể hiện sự nhiệt tình? Đây là những cách bạn có thể truyền đạt sự nhiệt tình trong cuộc phỏng vấn tiếp theo của bạn để tìm việc làm. Thứ nhất, yêu cầu công việc. Nghe có vẻ đơn giản đến nực cười, nhưng vẫn một trong những cách để dễ nhất để thể hiện sự nhiệt tình của bạn là ngoài ra và yêu cầu công việc. Thứ hai, nói tên của mọi người. Thứ ba, chiếu đúng ngôn ngữ cơ thể. Thứ bốn, gửi một lời cảm ơn. Tại sao sự nhiệt tình quan trọng trong giảng dạy? Một giáo viên nhiệt tình thường làm gia vị cho lớp học với sự phấn khích, thích thú và dự đoán, thu hút học sinh tham gia và kích thích họ khám phá. Sự nhiệt tình của giáo viên có thể dẫn đến cách đánh giá giảng dạy tốt hơn, thái độ tích cực đối với giáo viên, hiệu suất học sinh tốt hơn
và hành vi được học được cải thiện. Điều gì đang được nhiệt tình? Trở nên nhiệt tình có nghĩa là thể hiện quan tâm đến những điều bạn làm và nhận được niềm vui từ nó. Nhiệt tình có nghĩa là có một thái độ tốt và nhận được sự hài lòng từ việc hoàn thành công việc và theo đuổi ước mơ của bạn. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.